Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 tháng 6 năm 2022. Được thần tài thần Phật che chở độ mạng, tài lộc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay xấu, làm việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm. Chẳng bao giờ chúng ta cần phải lo nghĩ về tiền, đó là điều mà mình luôn mong cầu, khao khát. Thưa quý vị, số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó việc chúng ta cần tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng hưởng. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khoảnh khắc, những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà chúng ta ai cũng phải vượt qua để có thể hoàn thiện bản thân. Tử vi số mệnh trong tháng 6 năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số ngựa, mặc dù là trước đó họ có số bôn ba vất vả và thậm chí là nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ và được tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với phong thủy Gia Cát chúng ta tìm hiểu về vận trình của những quý vị gia chủ tuổi Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt. Họ có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan, thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tháng này công việc làm ăn của gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cũng cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc có nhiều trở ngại, khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc đã có được hiệu quả như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào bàn tán. Do đó để tránh những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ thay đổi suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng dễ dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích trong tương lai. Tháng này cơ hội rất tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ thấy sự ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân cùng với việc học tập cao lên. Nhưng đó chính là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một tháng bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định và thậm chí là có khi còn bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thời điểm không thích hợp để tiến hành đầu tư và nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào, cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh dụ dỗ của người ngoài mà tiền mất tật mang, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới tài chính của gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú, và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất đối với vật phẩm. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, tuổi Ất Mão sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn, thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng miễn là bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần phải để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bản thân mình đang không ổn. Các quý vị gia chủ Ất Mão, hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên, khiến cho không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực đến tâm lý người thân trong nhà. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ. Tuổi Ất Mão, trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào chúng ta nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch này, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.